các cái thông số kỹ thuật trên các cái dòng máy chiếu NEC mà nó không có cái bàn phím đầy đủ như những cái máy chiếu thông thường. Các cái dòng như là VE280, VE281, VX280 và VX281 là các cái dòng máy mà có thiết kế với các cái phím bấm tối giản, chủ yếu là các cái phím tìm kiếm tín hiệu đầu vào, tắt mở máy và phím auto thôi. Cổng kết nối trên các cái dòng này thì nó cũng hạn chế cổng kết nối và chủ yếu là có cổng HDMI, computer video và cổng audio in thôi. Các bạn lưu ý dùng là cái cổng audio in đây nha, là lấy âm thanh vào chứ không phải xuất tín hiệu, lấy âm thanh ra đâu. Và thêm nó là cổng PC control. Trên một số mẫu thì nó có thêm cổng HDMI, tuy nhiên thì dòng này thì nó không có. Menu dòng này thì chỉnh khá đơn giản, tuy nhiên thì bắt buộc chúng ta phải có một cái remote thì chúng ta mới chỉnh được. Cái remote máy chiếu NEC thì nó zin của nó là như vậy. Tất nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng một số remote kiểu khác để chúng ta chỉnh được. Và để tiết kiệm thời gian cũng như là nhanh chóng giúp các bạn có thêm những cái thông tin thì tôi xin phép được chỉ qua những cái menu chính thôi, chứ không có đi sâu vào các cái menu chi tiết. Những menu chi tiết thì các bạn inbox qua Zalo thì tôi sẽ chỉ cho các bạn. Cái menu đầu tiên khi chúng ta bấm menu thì nó sẽ là sụp, tức là chọn tín hiệu đầu vào. Tùy theo cái model máy thì nó sẽ có các cái sụp khác nhau, và thông thường nó chỉ có 3 cổng, nó là HDMI, computer và video. Thì cái dòng hiện tại thì nó không có HDMI, cho nên nó chỉ có hai cái lựa chọn, nó là computer và video thôi. Chúng ta sử dụng cổng nào thì chúng ta kéo sang cái biểu tượng cổng đó và sau đó chúng ta bấm OK hoặc là phím Enter ở trên remote. Cái phím thứ hai đó là điều chỉnh các thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng hình ảnh, thì nó sẽ có hai cái mục chính ở đây. Mục đầu tiên đó là tùy chọn về chế độ hình ảnh này, là preset này. Ở các cái preset này thì nó sẽ set sẵn các cái chế độ, ví dụ như chế độ độ sáng cao, chế độ trình diễn, chế độ video và chế độ xem phim. Mỗi chế độ họ sẽ cài sẵn các cái cường độ sáng cũng như là cái tông màu và cái hệ số tầng phản khác nhau. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể chỉnh thủ công bằng cách chúng ta kéo xuống dưới, nếu mà chúng ta gạt sang bên phải là tăng và kéo sang bên trái là giảm. Ở trong cái mục picture này thì chúng ta vẫn có thêm một cái thông số khá quan trọng mà mọi người hay mắc phải, đó là cái aspect ratio. Tức là cái mục này là cái tỷ lệ cái khung hình, tỷ lệ tức là tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều cao. Thì cái máy chiếu NEC nó hay ở một chỗ là nó sẽ có rất nhiều những cái tùy chọn về cái tỷ lệ khung hình. Ví dụ thông thường chúng ta để ô tô thì máy nó sẽ tự động nó dò theo cái độ phân giải đầu vào thì nó sẽ cho ra chúng các cái tỷ lệ khung hình khác nhau. Còn trường hợp chúng ta muốn ra tỷ lệ hình vuông thì chúng ta để 43, chúng ta muốn ra wide chúng ta để 16:9, và thông thường theo thói quen thì tôi vẫn để là auto. Ở cái mục tiếp theo đó là mục setup này thì chúng ta có một số cái lựa chọn quan trọng. Tôi chỉ xin phép lướt qua những cái mục quan trọng thôi. Chúng ta kéo sang cái mục thứ ba thì nó có cái mục là orientation, tức là cái vị trí mà chúng ta đặt máy chiếu. Mặc định nó sẽ là desktop front. Desktop front thì có nghĩa là chúng ta để cái máy dưới bàn chúng ta chiếu lên, và trong trường hợp chúng ta treo ngược máy lên cao thì chúng ta sẽ chọn là ceiling front, là treo trần á, treo trần mà treo chi phía đằng trước. Các bạn lưu ý có 4 lựa chọn là nha, các bạn phải chọn đúng là ceiling front mới được nha, tức là treo trần. Còn mặc định các bạn để trên bàn thì chọn là desktop front. Tiếp theo cái menu tiếp theo nó cũng không quan trọng, nó bỏ qua. Standby direction power on. Các cái menu này thì nó có một cái lựa chọn là direct power on. Direct power on ở đây có nghĩa là tính năng tự động khởi động máy, khi mà chúng ta gắn cái điện vào thì máy tự động chạy. Nếu mà chúng ta để on thì nó sẽ tự động chạy, còn nếu mà chúng ta để off thì chúng ta phải khởi động bằng remote hoặc là phím power trên cái máy. Information là cái menu cho phép chúng ta kiểm tra cái số giờ đã chạy, tần số quét cũng như là độ phân giải hiện tại của máy, vân vân. Các thông số kỹ thuật cơ bản khác như là số series máy, model máy. Và cái menu cuối cùng là menu reset, là cho phép chúng ta đưa tất cả các thông số về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Chúng ta bấm vào đây sau đó bấm enter thì nó sẽ đưa các thông số về cài đặt ban đầu. Đây là cái menu chung các bạn có thể áp dụng cho các cái dòng máy chiếu NEC được sản xuất từ năm 2010 trở về đây. Nó đều có một cái giao diện nó khá tương đồng nhau, các bạn có thể áp dụng được. Trong trường hợp mà menu các bạn nó hơi khó chỉnh thì các bạn có thể chat Zalo với số điện thoại trên hotline để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tham khảo các cái thông số cơ bản của máy chiếu NEC cũng như là những kinh nghiệm thủ thuật trên trang web maychiếu.rẻ.vn hoặc là trên kênh YouTube channel Máy Chiếu VNPC. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về hướng dẫn tùy chỉnh các thông số kỹ thuật trên máy chiếu NEC.